cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông Phan Thanh Hùng đánh giá đoàn quân huấn luyện viên Chu Siê đã thi đấu tốt trong trận đấu với Nhật Bản hôm 14 tháng 1. Dù vậy, trận đấu với Indonesia mới mang ý nghĩa quyết định. Ngoài ra, theo ông Hùng, trận đấu gặp Nhật Bản ngày 14 tháng 1 giúp huấn luyện viên Philippe Chu Siê giải tỏa đáng kể áp lực mà vị huấn luyện viên này phải chịu trong thời gian qua. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trao đổi với phóng viên Dân Trí về đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2023. Lối chơi kiểm soát bóng phát huy tác dụng, ông đánh giá thế nào về đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Nhật Bản? Đội bóng của huấn luyện viên Chu Siê đã chơi rất tốt, nhất là ở khâu kiểm soát bóng. Khả năng kiểm soát bóng giúp ích cho đội tuyển Việt Nam ngay cả khi chúng ta chơi phòng ngự trước Nhật Bản. Cụ thể, khi giành lại bóng, các cầu thủ không vội vàng phá bừa lên phía trên, mà cầm bóng phối hợp ngay bên phần sân nhà, chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu, rồi từ đó thực hiện các pha phản đòn. Nhưng để có được sự từ tốn này trong lối chơi, ngoài khả năng kiểm soát bóng được cải thiện, các cầu thủ Việt Nam còn phải có sự tự tin. Đấy là sự tiến bộ khác nơi các cầu thủ trẻ. Tôi cho rằng tinh thần của họ đang tốt lên sau khi giữa các cầu thủ và huấn luyện viên Chu Siê hiểu nhau hơn. Đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa qua với Nhật Bản khác hẳn so với chính họ ở các trận giao hữu trước đó. Sau trận đấu với Nhật Bản, tinh thần của toàn đội còn tốt hơn nữa, do sự tự tin đã tăng lên. Riêng về phía huấn luyện viên Chu Siê, theo tôi ông ấy đã giải tỏa cho bản thân rất nhiều áp lực thông qua những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện trước Nhật Bản. Đội tuyển chơi tốt giúp cho huấn luyện viên Chu Siê vượt qua được rất nhiều sự chỉ trích nhằm vào ông ấy trong thời gian vừa rồi. Yếu tố tinh thần của toàn đội lúc này rất quan trọng. Huấn luyện viên Chu Siê có những tính toán riêng ở trận đấu với Nhật Bản vừa rồi. Một số ngôi sao hàng đầu đang có mặt cùng đội tuyển không thi đấu, điển hình là Quang Hải. Ông đánh giá trường hợp này như thế nào? Về cụ thể những nhân sự trên sân thì tôi không rõ. Chỉ có huấn luyện viên trưởng mới rõ nhất tình hình của toàn đội, rõ nhất tình hình của từng cá nhân. Hơn nữa, việc sử dụng ai, không sử dụng ai trong từng trận đấu tùy vào tính toán của các huấn luyện viên trong những trận đấu đấy, phụ thuộc vào việc chúng ta đối đầu với đối thủ nào, hướng đến kết quả như thế nào. Nếu đối thủ là Nhật Bản thì đội tuyển Việt Nam có sử dụng toàn bộ những ngôi sao mà nền bóng đá của chúng ta đang có, chúng ta vẫn sẽ thua vì Nhật Bản quá mạnh. Thậm chí, nếu dùng nhiều ngôi sao cho trận đấu với Nhật Bản, vừa không thay đổi được kết quả, thua chung cuộc mà sau khi bị dẫn bàn, các ngôi sao còn xuống tinh thần nhanh hơn các cầu thủ trẻ đấy chứ. Còn về cụ thể những gương mặt trẻ xuất hiện trong trận đấu với Nhật Bản, ông ấn tượng với cầu thủ nào? Nguyễn Đình Bắc là cái tên đáng chú ý. Tôi chú ý đến cậu ấy không chỉ vì cậu ấy ghi bàn vào lưới Nhật Bản hôm 14 tháng 1 vừa rồi. Thật ra tôi đã để ý đến Đình Bắc khoảng 2 năm nay, cậu ấy khoác áo đội Quảng Nam. Đình Bắc nhanh, khéo, sút bóng tốt. Vị trí mà cậu ấy chơi tốt nhất là vị trí chơi ngay phía sau tiền đạo mũi nhọn. Ông Chu Siê không khó nhận ra điều này và giúp Đình Bắc phát huy trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây cũng là hình ảnh chung của dàn cầu thủ trẻ hiện nay mà chúng ta muốn hướng đến. Đội tuyển Việt Nam cần phải chuẩn bị cho tương lai. Lứa cầu thủ này và cách làm việc của huấn luyện viên Chu Siê là nhằm chuẩn bị cho tương lai đó của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thay đổi khi đối đầu với Indonesia. Nếu có khu vực nào đó của đội tuyển Việt Nam khiến ông an tâm, thì đó là khu vực nào? Nhìn chung, toàn đội đã chơi tốt, phối hợp tốt. Còn nếu để chỉ ra một khu vực thi đấu với hiệu quả cao, tôi đánh giá cao hàng thủ. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận vừa rồi chơi rất an toàn khi chúng ta biết rằng Nhật Bản rất mạnh. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam có thể hình tốt, gồm thủ môn Nguyễn Philip, 1m92, các trung vệ Việt Anh, 1m84 Thanh Bình, 1m83, giàu kinh nghiệm, có kỹ thuật tranh cướp bóng tốt. Họ đã hạn chế khá nhiều sức mạnh tấn công của Nhật Bản. Sau khi chơi tốt ở trận gặp Nhật Bản, ông dự đoán đội tuyển Việt Nam liệu có thay đổi ở trận đấu với Indonesia. Khả năng cao sẽ có thay đổi. Tôi cho rằng mỗi trận đấu, mỗi đối thủ khác nhau, huấn luyện viên Chu Siê sẽ chọn cách tiếp cận khác nhau. Ông ấy thừa kinh nghiệm và thừa năng lực để thực hiện điều này. Trong trận đấu với Indonesia tới đây, tôi dự đoán đội tuyển Việt Nam không chỉ sử dụng lối chơi khác, mà còn sử dụng lực lượng khác so với trận đấu gặp Nhật Bản. Về nhân sự, đội tuyển chưa sử dụng đến Quang Hải và Hồ Tấn Tài. Đấy là những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở vị trí mà họ đang thi đấu. Chúng ta buộc phải giải quyết Indonesia để tìm hy vọng đi tiếp vào vòng trong, nên những cầu thủ tốt nhất sẽ được sử dụng. Theo tôi, lực lượng chủ chốt của đội tuyển Việt Nam sẽ xuất hiện khi chúng ta đối đầu với Indonesia. Trận đấu với Indonesia sẽ mang tính bản lề với đội tuyển Việt Nam. Những thay đổi của huấn luyện viên Chu Siê trong thời gian qua có hiệu quả hay không sẽ thể hiện rõ nhất thông qua trận gặp đội bóng xứ Vạn Đảo. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Xem trực tiếp và trọn vẹn ASEAN Cup 2023 trên FPT Play tại https://fptplay.vn.